Từ đầu năm đến nay đã có 7 cửa hàng trong chuỗi Thế giới Di động .com phải đóng cửa và doanh thu của chuỗi này đạt chưa tới 2.900 tỷ đồng. Tuy vẫn tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng so với trước đây thì đây là bước chững lại về tăng trưởng. Điều này cho thấy sự bão hòa. Các siêu thị điện máy đã phát hiện nhiều website giả mạo nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo đó, nhiều người tiêu dùng đã phản ánh sau khi gọi theo số điện thoại của các trung tâm bảo hành lớn như Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Chợ Lớn để yêu cầu vệ sinh sửa chữa thiết bị thì bị thu phí với mức giá khá cao và không có hóa đơn kèm theo, nhân viên không chuyên nghiệp. Lúc đó mới phát hiện gọi nhầm trang web giả do các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ mạo danh tên tuổi của các thương hiệu lớn đã gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Các trang giả mạo thường lập website tương tự về màu sắc, cách trình bày, lập lờ quảng cáo không rõ ràng, cố tình đưa ra những địa chỉ dễ gây lầm tưởng. Nước mắm truyền thống luôn là sản phẩm được người tiêu dùng không chỉ trong và ngoài nước đón nhận, dù hiện nay đã có nhiều sản phẩm nước mắm công nghiệp ra đời. Trong nhiều sản phẩm của địa phương thì có thể nói nước mắm Phú Quốc là dòng sản phẩm có nhiều điểm đặc biệt vì được sản xuất từ cá đặc trưng vùng biển đó và muối để lên men tự nhiên cho ra sản phẩm, và duy nhất chỉ có nước mắm Phú Quốc là có chỉ dẫn địa lý bởi Liên minh châu Âu. Như dòng sản phẩm này được sản xuất từ nước cốt nhất, chỉ dùng với cá tôm tươi tại Phú Quốc và muối biển theo tỷ lệ 3:1, không chứa chất phụ gia, chất bảo quản, đảm bảo tiêu chí sạch, ngon, bổ dưỡng với độ đạm axit amin trên 55% vì thời gian ủ khá lâu. Hiện nay các dòng sản phẩm nước mắm truyền thống cũng đã hiện diện đầy đủ trên kệ quầy của các kênh phân phối hiện đại. Gần đây, nhiều hãng sản xuất tại Trung Quốc đã tiếp tục nhập khẩu nhiều dòng xe về Việt Nam với tham vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường. Các dòng ô tô với phân khúc trung bình khá từ 5 đến 7 chỗ với nhiều thiết kế mới lạ đã được một số đại lý bày bán cho khách hàng. Các cửa hàng cho biết với mức giá so với các hãng cùng loại hoặc so với xe lắp ráp trong nước thì có rẻ hơn từ 30 đến 40%, dao động dưới 500 triệu đồng với đầy đủ tiện nghi. Với mục tiêu thăm dò thị trường và tiếp thị, nên các dòng xe này hiện đang đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá, đánh vào tâm lý giá rẻ, nhưng vẫn có thể sở hữu được xe sang trọng, đầy đủ tiện nghi. Các chuyên gia cũng cho biết, dù thiết kế đẹp, nhưng chất lượng những dòng xe này vẫn còn thấp, không cạnh tranh kịp với các dòng từ Mỹ, Nhật, Đức, Thái Lan. Mới đây, vụ chính sách thuế cho biết, dự án luật thuế tài sản hiện chỉ đang nằm trong chương trình nghiên cứu, chưa được đưa vào dự thảo luật. Do đó, luật này sẽ không áp dụng trong vòng 2 năm tới đây. Theo các chuyên gia, thuế tài sản đang được nhiều nước áp dụng, nhưng tại Việt Nam thì cần phải tính toán thêm nhiều yếu tố. Và mức 700 triệu đồng cũng chỉ để lấy ý kiến. Nhiều ý kiến cho rằng, sắc thuế này là tận thu và cào bằng. Người dân có mức sống trung bình sẽ bị ảnh hưởng nặng, xảy ra tình trạng thuế chồng thuế khi vừa thu thuế nhà lại vừa thu thuế đối với đất. Bảo hiểm nhân thọ luôn đảm bảo hai yếu tố là tiết kiệm và bảo vệ. Vì vậy, đây luôn là một thị trường màu mỡ để phát triển tại Việt Nam, tăng trưởng trung bình hàng năm hơn 30%. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã cung ứng nhiều sản phẩm thiết thực cho người dân, trong đó có nhiều đơn vị đã cùng kết hợp với nhau để đa dạng cho nhu cầu người tiêu dùng. Cụ thể, tập đoàn Frevo tại Pháp và tập đoàn Mirae Access tại Hàn Quốc cũng hợp tác để tạo thành thương hiệu mới, để mở rộng và phát triển. Hai bên cùng tăng cường tận dụng các lợi thế cạnh tranh về công nghệ, sáng kiến, mạng lưới, chuyên môn và kinh nghiệm hoạt động. Trước tình hình thực tế, mô hình bán hàng trực tiếp chú trọng số lượng đang ngày càng được dịch chuyển sang các hoạt động chú trọng về thị trường ngách, lấy khách hàng làm trọng tâm. Vì vậy, sẽ phát triển các dịch vụ sáng tạo, tập trung vào việc đơn giản hóa và đảm bảo hiệu quả của toàn bộ quá trình phục vụ khách hàng